Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Kỳ Duyên Fit. Ngày hôm nay thì Duyên sẽ mang tới cho mọi người một bài tập trong khoảng thời gian là 20 phút. Bài tập này có tên là Cardio HIIT. Thời lượng của bài tập Cardio HIIT lần này chúng ta sẽ có 40 giây tập và 10 giây nghỉ. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau tập thôi! Với bài tập Cardio HIIT lần này, tất cả các động tác sẽ tác động vào tất cả các nhóm cơ ở trên cơ thể của các bạn. Nên là trong 40 giây tập cùng với Duyên thì mọi người cố gắng siết chặt vùng cơ, mình gồng co đúng cách. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần khởi động, thì mọi người sẽ tập 30 giây liên tục và không có nghỉ nha. Phần khởi động 30 giây liên tục không nghỉ. Bắt đầu thôi. Squat là mình sẽ quàng tay ra đằng sau như thế này, làm nóng phần hông, đùi, phần vai và tay. Động tác thứ hai, một tay mình sẽ ra ngang như thế này. Tiếp tục squat nha, đứng rộng ra chân một tí. Mình thẳng tay này, tay của mình đang rộng hết cỡ. Yes, làm sao để cho căng cái phần ngực lên. Mười giây nào, cảm nhận nha. Động tác khởi động cuối cùng là mình sẽ đá chân lên và tay của mình chạm mũi chân nhé. Bắt đầu nóng trong người rồi đấy. Mọi người có thấy thế không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Let's sweat, cùng đổ mồ hôi vì Duyên nhé. Tập đầu tiên là chúng ta sẽ chảy sang hai đầu bên thảm. 40 giây nha. Mình cúi người xuống này. Khi mà cúi người xuống, đẩy cái phần hông ra đằng sau. Đúng rồi. Điều chỉnh hơi thở này. Lúc cúi xuống, mình sẽ gồng cái bụng lại. Xếp cái bụng lại. 10 giây cuối nào. 5 giây. 5. Ok, nghỉ 10 giây nhá. Nhảy chéo chân, chéo tay luôn. Đây là những cái động tác mà nó mình cần phải nhảy lên ấy. Nên là mọi người sẽ phải điều chỉnh hơi thở của mình nhá. Mười giây cuối nào. Để ngang, cúi xuống, chạm bàn chân. Mười
đi nào. Mười giây cuối. Đá cái bàn chân của mình vào bên trong nhé. Ok. Ba động tác đầu tiên sẽ làm cho chúng ta cơ thể của mình sẽ nóng lên rất là nhiều và mồ hôi bắt đầu chảy ra. Tiếp tục với động tác tiếp theo nhé. Di chuyển, quỳ xuống. Di chuyển, quỳ xuống. Di chuyển, quỳ xuống. Hít thở nào. Chạy. Chạy 4 cái này. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mười giây của mình nhé. Cùng xuống này. Đầu gối của mình sẽ vuông góc và song song mặt thảm. Cố gắng giữ thấp nhất nhé. Lên này, xuống này, lên này, xuống này. Yes. Cố gắng nhé, gồng chặt bụng lại. 10 giây cuối cùng. Mồ hôi của mình bắt đầu chảy ra rồi. Bây giờ mình sẽ tập một động tác tiếp tục di chuyển. Nhanh để tại chỗ nha. Nâng cao đùi. Không cần chạy quá nhanh đâu, nhưng mà cố gắng nâng cao cái đùi của mình lên. Rơi một tay nghe rồi. 5 giây cuối cùng nào. Rồi. Tiếp tục nhá. Tay của mình chống cao lên như thế này. Mọi người ơi. Một động tác khá là quen thuộc với khán giả ở phía trên fit ạ. Nhưng mà mình làm chậm thôi, không cần làm nhanh đâu. Để mình cảm nhận nhé.
là khá lắm và rất quen thuộc với mọi người tập. Động tác này thì cực kỳ là bất ngờ kinh khủng luôn. Đừng chèo tay sang ngay nhá. Cố gắng phần cái hông của mình sang. Yes. Vặn hết cái người sang này. Vặn sang. Để mình xoay cái hông của mình tác động vào cái phần eo nhá. 10 giây cuối cùng nào. Khi mà mình đấm mình cũng sẽ phải gồng cái tay lại. 3 2 1 Ok. Hít thở nhá. Plank. Mông xuống, đẩy vai lên. Hai mươi lăm giây nữa nào. Yes. Hu. 15 giây cuối nhá. Siết chặt cái vùng bụng của mình lại này. Đây là một cái động tác mà mình rất là yêu thích. Tại vì nó sẽ tác động rất nhiều và động tác nó đẹp ấy. Bắt đầu nhá. Mọi người quan sát kỹ này. Chân để vô góc như thế này. Đá lên, hất cái người lên. Quay lại, hất người lên. Yes. Mồ hôi ra quá trời luôn mọi người. Tiếp tục nhá. Ôm vào này. Nhảy lên. Ôm vào. Cố lên nào. Tôi biết là ai cũng sẽ mỏi chân giống như tôi. Một động tác về bụng nha. Mình sẽ nằm xuống. Thế đứng thôi, nằm đi. Mệt quá. Đạp xe này, chúng ta đạp chậm thôi. Cảm nhận nha. Chậm nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận vào phần bụng của mình. Mười giây cuối. Yes. Năm giây cuối nào. Ok. Mình có thể ngồi tại chỗ và mình thở nhá. Lấy lại sức lực này.
điều hòa nhịp tim trở lại. Nhảy dây tưởng tượng. Nào có dây ở nhà thì nhảy dây luôn. 15 giây cuối nào. Một động tác squat tiếp nha mọi người. Tay để trước ngực này. Squat. Chạm đầu gối. Squat. Nhớ xoay cái eo mình lại. Mười giây cuối nào. Một động tác plank nữa nhá. 40 giây. Plank cao, tay đưa về phía trước. Một nửa thời gian nữa. Vòng chặt bụng lại nào. Mười giây cuối, hạ mông xuống, siết bụng lại. Wow. Rơi quá trời. Một tập về bụng đi nha. Reserve crunch. Hất lên. Bài này nó sẽ vào cái phần bụng trên của mình nhá. Những người sumo của Nhật Bản cái thế đứng ấy, nên là động tác này có tên là sumo squat. Yo. Khi mà mình squat thì không nên squat quá nhanh nhá. Vừa phải để cảm nhận. Không biết ở đây là mọi người có đang đổ mồ hôi nhiều như Duyên không, nhưng mà bây giờ Duyên cảm thấy rất là đã luôn ý. Ôi, quá sung sướng. Tiếp tục nhá. Mình sẽ tiếp tục một lần lắp giữ. Ngửa lên. Nâng cái hông của mình lên này. Mười lăm giây cuối nhá, cố gắng giữ nào. Siết chặt mông, bụng. Siết chặt lại để cảm nhận những cái vùng cơ đấy nó đang được lực tác động vào. Từ từ xuống.
tay để lên trên này. Rồi. Mình lại nằm xuống nhá, để chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Đếm 5 nhịp xuống, 5, 4, 3, 2, 1, lên lại, 1, 2, 3, 4, 5. Chậm thôi, cảm nhận này, đúng rồi. 5 giây cuối cùng. Một lần nữa, 5. Yes. Tiếp tục nhá. Mình sẽ nhảy ra hai cái. 1, 2, tay chạm vai. 1, 2. Một thời chặn lưng nữa nào. Khoác bụng vậy nha mọi người. Để vào hơi thở. Cố gắng là mình điều chỉnh hơi thở của mình phải bằng mũi nha. Và sẽ đơn giản thôi. Cảm giữa nào. Một động fast quá. Chạm đất này, giơ lên. Cái bài cardio hit lần này sẽ liên tục xen kẽ các động tác squat, bụng, tay cao. Nên là khi mà mình tập liên tục, các nhóm cơ của mình sẽ tác động vào liên tục. Động tác cuối cùng nha mọi người. Wow. Cái cuối nhá. Yes. Chúng ta sẽ giãn cơ nha. Tận cơ hai động tác thôi. Hai động tác. Mỗi bên sẽ là 30 giây và không nghỉ nhá. Đưa cái hông sang bên này. Đó, tay để đây. Thư giãn. Quá đã. Ngược lại nhá. Chân trái của mình qua này. Khi mà mình quay sang bên này, cái phần lưng của mình nó có tiếng kêu rắc rắc chứ. Mấy giây cuối nào. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài tập thứ 5 của kỳ Duyên Fit, bài tập cardio HIIT. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là quen thuộc của kỳ Duyên Fit, đó chính là một phút ăn ngon. Hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một phút ăn ngon của series kỳ Duyên Fit. Ngày hôm nay Duyên sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn đến từ cá hồi. Món ăn này sẽ cung cấp rất là nhiều protein tốt cho cơ thể, đặc biệt là cho những cái vùng mà mình muốn build cái phần cơ đó lên. Thì hôm nay lại là một cái công thức cá hồi khác mà Duy nghĩ rằng là sẽ rất là ngon và mọi người chế biến nó cũng rất là nhanh nữa. Cùng bắt đầu làm nhá. Món cá hồi này sẽ có tên là Salmon Bowl. Với miếng cá hồi như thế này thì Duyên sẽ cắt khúc, cắt những miếng vuông vừa ăn nhá.
À, khi mà mua về mọi người nhớ lột ra cho mình cá hồi này nha. Đây, mình cá hồi của chúng ta sẽ như thế này. Đó, đã được lột ra. Cái này là 350g cá hồi nha. Và đây, sau một khoảng thời gian rất là ngắn thì Duyên đã hoàn thành xong tất cả những cái nguyên liệu cho salmon bowl, món ăn lần này của Duyên, trong một phút ăn ngon. Nên là bây giờ Duyên sẽ bắt đầu bày ra đĩa và chúng ta cùng ăn nhé. Một bát cơm gạo lứt. Trong này là 350g cá hồi. Thường thì Duyên sẽ làm nhiều một chút để mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Mỗi lần ăn mình sẽ bỏ ra mình dùng lò vi sóng nhé. Đây, mỗi bữa thì Duyên sẽ ăn từ 5 đến 7 miếng. Thôi, thêm miếng nữa đi. Rồi. Cà rốt. Hành tím này. Đây là một cái nguyên liệu mà không thể thiếu nha mọi người. Cái này sẽ là làm cho món ăn của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Mọi người múc cái phần dưa leo khô đi nha. Và cuối cùng là bơ. Bước cuối cùng thì Duyên sẽ sử dụng cái sốt này của mình dưới lên trên đĩa salmon bowl nhá. Thì sốt này nó chỉ là nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Duyên sử dụng sốt mayonnaise light và cho thêm một chút tương ớt nữa. Spicy mayonnaise. Ok. Thật sự cái món salmon bowl này rất là ngon nha mọi người. Kiểu nó là sự tổng hợp của rất là nhiều vị kết hợp lại. Cá hồi thì ăn rất là béo này. Rồi sẽ được cân bằng lại bằng vị của dưa leo, bằng vị của hành tây. Sau đó có thêm bơ và cà rốt. Và cái đĩa cơm này nó rất là đầy đủ chất ấy, để cho mọi người có thể ăn trong cái bữa chính của mình. Ngon quá. Mọi người nhớ làm thử nhá. Vậy là tập 6 của series Kỳ Duyên Fit đã kết thúc. Ngày hôm nay Duyên cảm thấy rất là vui khi mà Duyên được đồng hành với cả mọi người trong một bài tập cực kỳ là mỏi. Sau đó chúng ta đã đến với một phút ăn ngon với một đĩa cơm cá hồi nhiều màu sắc, rất là ngon, rất là tươi mát và rất là nhiều dinh dưỡng. Và Duyên mong rằng là các bạn hãy coi tập này, đừng quên nhấn like, share cho Kỳ Duyên Fit cũng như là cho kênh Kỳ Duyên Official của Duyên nhé. Mọi người đừng quên, sau mỗi bài tập mọi người hãy quay lại động tác của mình và gửi về email kyduyenfit@gmail.com để cho Duyên có thể xem và đóng góp với mọi người. Mà đừng quên một điều nữa, đó chính là mọi người hãy chụp lại hình ảnh before after để chúng ta xem rằng là ai là người có một cái hành trình nỗ lực nhất để cùng nhau có một cái quá trình thật là đẹp với Kỳ Duyên Fit nhé. Câu nói cuối cùng mỗi khi mà Duyên kết thúc từng tập của Kỳ Duyên Fit đó chính là
chúng ta không có gì để mất hết ngoài mỡ. Xin chào và hẹn gặp lại.